Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào 18 giờ 10 phút thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một chủ đề mà các bà mẹ bầu có lẽ là rất là quan tâm, đó chính là chủ đề quan hệ tình dục khi mang thai. Và đến với trường quay của Nhật ký hạnh phúc ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Phương Thủy, Phó trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Đông Anh Hà Nội. Xin kính chào quý khán giả đang xem chương trình Nhật ký hạnh phúc. Nhiều người lầm tưởng khi mang thai thì không được quan hệ tình dục do lo sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Song thực tế, việc quan hệ tình dục khi mang thai an toàn cho cả mẹ và thai nhi nếu quan hệ đúng cách, và ngoài ra còn đem lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho người mẹ. Hãy cùng chúng tôi theo dõi tình huống sau đây, cũng như tham khảo những tư vấn từ chuyên gia của chương trình để có cho mình những thông tin và nhận định đúng đắn nhé. Chị Hạnh vốn là mẹ của 4 đứa con nên là người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm nhất trong chuyện sinh nở và nuôi dạy con cái trong văn phòng. Cũng chính vì vậy mà chị Hạnh luôn được các chị em trong văn phòng tin tưởng và xin lời khuyên tư vấn. Liên là đàn em của chị Hạnh trong công ty và cũng là em út trong phòng, vừa lập gia đình và đang có bầu em bé đầu tiên được hơn 5 tháng. Liên rất tin tưởng và xin lời khuyên từ chị Hạnh. Hôm nay cũng vậy, vẫn là vài chủ đề bỉm sữa như mọi khi, nhưng không khí có vẻ khác hẳn vì câu hỏi về chủ đề tế nhị của Liên với chị Hạnh khi cô bạn thắc mắc về chuyện quan hệ khi mang thai. Chị ơi, trước đây lúc chị có bầu, chị có kiêng chuyện ấy không chị? Chứ chồng em cũng hay đòi hỏi lắm, mà em sợ ảnh hưởng đến con. Giờ bầu 5 tháng rồi mà em vẫn bắt anh ấy nhìn tội lắm chị ạ. Ôi, không sao đâu em ơi, chị chỉ kiêng 3 tháng đầu với lúc gần sinh thôi. Còn thời gian giữa thai kỳ, sức khỏe chị ổn định nên chuyện ấy vẫn bình thường em ạ. Nghe xong, Liên vẫn không khỏi thắc mắc. Em hay nghe mọi người nói, nếu có bầu mà quan hệ sẽ dễ gây sinh non, rồi sinh con sẽ không sạch sẽ nữa, nên em sợ lắm. Các chị em trong văn phòng cứ nhìn Liên cười khúc khích, làm cô bạn rất xấu hổ. Chị Hạnh hiểu được tâm lý của Liên nên đã cho Liên rất nhiều lời khuyên của chị có được từ lần tư vấn với bác sĩ sản khoa của mình trước kia và động viên Liên không cần ngại ngùng vì đây là những kiến thức rất cần thiết để có một sức khỏe sinh sản thật tốt cho chính bản thân mình. Nếu em không chắc chắn thì tốt nhất em nên đi đến phòng khám sản phụ khoa để kiểm tra sức khỏe của em và cả em bé để có thai kỳ tốt nhất mà vợ chồng cũng hạnh phúc nhất nhé. Nghe vậy, Liên yên tâm hơn và nhắn tin nhắc chồng hẹn lịch khám để hai vợ chồng cùng đến phòng khám vào ngày hôm sau. Thưa bác sĩ, nhiều mẹ bầu khi mới mang thai trong cái giai đoạn tam cá nguyệt thứ nhất thì sẽ thường đặt câu hỏi là liệu cái việc quan hệ tình dục trong cái giai đoạn này có an toàn và liệu có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không? Bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả được biết rõ hơn về vấn đề này không ạ? Thực ra đây cũng là một cái vấn đề hết sức là tế nhị và cũng nhiều bà bầu khi mà mang thai có thể là cũng rất là thắc mắc nhưng có khi cũng không dám hỏi bác sĩ. Khi mang thai thì về cơ bản thì thai nhi là được nằm trong tử cung và được bao bọc bởi nước ối và màng ối cũng khá là vững chắc. Và khi quan hệ thì thông thường ở dương vật của người chồng cũng không thể chạm được vào tới thai nhi. Chính vì vậy mà về cơ bản với những cái quan hệ thông thường mà nhẹ nhàng thì cũng không có ảnh hưởng gì tới sự phát triển của thai cả. Tuy nhiên là trong một số các cái trường hợp cụ thể, ví dụ như là từng đã có tiền sử sinh non hoặc là tiền sử dọa sảy thai, tiền sử sảy thai rồi dọa sinh non ở những cái kỳ mang thai trước hoặc những cái thời gian trước thì cái việc mà hạn chế hoặc là chống chỉ định thì cũng được bác sĩ sẽ đặt ra và chúng ta cũng nên tuân thủ. Phần lớn thì sẽ là an toàn khi quan hệ tình dục khi mang thai, nhưng mà có một số đối tượng thì sẽ cần phải lưu ý đặc biệt. Vậy những cái đối tượng cần phải lưu ý là những người như thế nào thưa bác sĩ? Những cái trường hợp mà cần phải lưu ý đó là những cái trường hợp mà khi mà mình có thai mà có các cái dấu hiệu của dọa sảy thai, dọa sinh non, ví dụ như là đau bụng này, ví dụ như là da máu này, da nước này, rồi những trường hợp mà đang trong cái trạng thái mà có viêm nhiễm, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục từ vợ hoặc là chồng, ví dụ như là viêm âm đạo cấp này, do nấm này, do vi khuẩn này, hoặc là
do lậu, do giang mai, thậm chí HIV, thì những cái trường hợp đấy thì cũng không nên quan hệ khi có thai. Rồi những cái trường hợp mà mẹ có những cái tổn thương ở cổ tử cung như là những cái polyp cổ tử cung hoặc là những cái tổn thương ung thư tại cổ tử cung dễ ra máu thì cũng tránh cái việc quan hệ. Ngoài ra thì khi mà người mẹ mắc các cái bệnh lý toàn thân, ví dụ như là cao huyết áp rồi thì tim mạch, thế thì cũng hạn chế cái việc quan hệ để không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cả mẹ và thai. Nhiều người thì cho rằng là khi quan hệ tình dục trong cái giai đoạn này mà đạt cực khoái thì sẽ dễ dẫn đến sinh non. Vậy quan điểm của bác sĩ như thế nào về vấn đề này? Với một cặp vợ chồng mà khỏe mạnh, không có cái chống chỉ định của việc quan hệ tình dục, thì cái việc quan hệ mà đạt cực khoái thì thực ra là không những là không có cái ảnh hưởng có hại gì cho thai mà lại còn rất là tốt cho cái sức khỏe của người mẹ, giúp cho người mẹ cảm giác là thư giãn, giảm stress, giảm lo âu và cảm giác hạnh phúc và gắn kết cái tình cảm vợ chồng. Nó cũng giúp cho cái sự phát triển của thai nhi cũng tốt hơn. Vậy cái việc quan hệ tình dục khi mang thai có thể mang lại những cái lợi ích gì cho bà bầu? Quan hệ tình dục khi mang thai nếu không có chống chỉ định thì cũng có rất là nhiều cái lợi ích cho bà bầu. Đầu tiên là cho thấy rằng là rõ ràng là quan hệ tình dục là cũng phải đốt một cái lượng calo nhất định. Chính vì vậy mà cái việc quan hệ tình dục đều đặn thì nó cũng giúp cho việc kiểm soát cân nặng tốt hơn, giảm cái nguy cơ béo phì thừa cân. Cái thứ hai là giúp cho ổn định huyết áp hơn. Thế thì khi quan hệ tình dục nó cũng giúp cho cái việc là kiểm soát huyết áp, giảm các cái nguy cơ tiền sản giật của sản phụ. Cái thứ ba, lợi ích thứ ba đó là giúp cho được giảm đau và gắn kết cái tình cảm vợ chồng. Thế thì khi mà quan hệ tình dục mà đạt đỉnh thì cơ thể sẽ sản xuất ra một cái loại hormone đó là oxytocin. Đây được gọi là cái hormone hạnh phúc. Nó sẽ giúp cho giảm đau một cách tự nhiên và giúp gắn kết cái tình cảm vợ chồng. Cái lợi ích thứ tư nó là giúp cho cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn. Khi mà sau quan hệ xong thì bao giờ các cái hormone hạnh phúc sẽ được giải phóng ra, đó là oxytocin và endorphin. Hai hormone này có tác dụng là nó sẽ giúp tạo ra một cái tâm trạng thư giãn, thoải mái và hạnh phúc, và giúp sản phụ là dễ đi vào giấc ngủ. Cái tác dụng thứ 5 đó là tăng cái khả năng miễn dịch của cơ thể. Cái thứ 6 đó là giúp cho cải thiện lưu thông máu. Thế thì bình thường khi có thai thì cái tuần hoàn nó cũng sẽ tăng lên, lưu lượng tuần hoàn tăng lên, và đặc biệt là khi đã quan hệ mà lên đỉnh thì nó lại là làm giúp cho là lại càng tăng cái lưu lượng tuần hoàn trong cơ thể và giúp cho cái việc nuôi dưỡng thai nhi nó cũng sẽ tốt hơn. Và một cái yếu tố rất là quan trọng đó là trong cái quá trình mà quan hệ tình dục thì các cái cơ ở sản chậu và các cái khớp ở vùng chậu nó cũng co thắt giãn nở, và cũng là những cái tập dượt để cho chuẩn bị cho cái cuộc sinh nở giúp ra là thuận lợi dễ dàng hơn. Cũng rất là thú vị là trong 3 tháng cuối mà khi quan hệ thì cái tinh dịch của người chồng nó có một cái chất đó là prostaglandin, và cái chất này thì nó cũng sẽ giúp cho cổ tử cung trở nên mềm mại và dễ dàng hơn trong cái cuộc chuyển dạ. Ra máu sau khi quan hệ tình dục khi mang thai có phải là một dấu hiệu bất thường không thưa bác sĩ? Đây cũng là một trong cái dấu hiệu mà bất thường, và chúng ta nên đi khám sớm để tìm xem cái nguyên nhân ra máu là ở đâu để bác sĩ có cái hướng điều trị kịp thời. Vậy khi mang thai thì các mẹ bầu nên lựa chọn tư thế như thế nào để vừa thoải mái mà lại vừa không ảnh hưởng đến thai nhi ạ? Một cái nguyên tắc quan hệ tình dục khi mà mang thai, đặc biệt là ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối, thì cơ thể người phụ nữ rất là cồng kềnh, đặc biệt là bụng rất là to, rất là nhanh. Chính vì vậy mà cái việc những cái tư thế thông thường ấy thì có thể là nó sẽ khó khăn, và một nguyên tắc là tránh cái việc là đè cơ thể người chồng đè lên bụng của người vợ đó. Thế thì những cái tư thế mà hai vợ chồng lên lựa chọn và lên thử những cái tư thế nào mà nó không ảnh hưởng, ví dụ như là nửa nằm nửa ngồi này, hoặc là quan hệ từ đằng sau này đó, thì cái đó thì hai vợ chồng sẽ tự trao đổi để lựa chọn sao cho nó vừa thoải mái mà không có ảnh hưởng gì cho đến em bé.
quan hệ tình dục khi mang thai có làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm không ạ? Về nguyên tắc thì như thế này, khi có thai thì cái âm đạo nó sẽ tăng tiết dịch, cổ tử cung cũng mềm hơn, âm đạo mềm hơn, tiết dịch nhiều hơn và cũng dễ bị tổn thương hơn. Tuy nhiên là nếu như quan hệ tình dục mà lành mạnh, an toàn, chung thủy một vợ một chồng thì cũng không có vấn đề gì, chỉ lưu ý vấn đề vệ sinh trước và sau khi quan hệ đó. Thế còn này, những cái trường hợp mà bác sĩ đã khám và đã chẩn đoán là có mắc những cái bệnh đang tình trạng viêm nhiễm từ phía vợ hoặc phía chồng, hoặc là mắc những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục từ phía vợ, từ phía chồng, thì cũng đương nhiên là không nên quan hệ, thì nguy cơ lây nhiễm nó sẽ cao hơn. Sau khi sinh xong thì khoảng bao lâu thì các cặp vợ chồng có thể quan hệ tình dục lại, thưa bác sĩ? Sau khi sinh xong thì với tùy trường hợp, nếu những trường hợp mà sinh mổ hoặc là sinh đường âm đạo nhưng không phải cắt khâu tầng sinh môn thì cái việc quan hệ tình dục có thể bắt đầu từ sau 2 tháng. Vì thông thường là sản dịch hậu sản sẽ trong vòng 1 tháng rưỡi, tức là 6 tuần. Vậy thì ta cứ thấy là khi nào mà cơ thể người phụ nữ đã sẵn sàng, không thấy ra máu âm đạo nữa, đó, trong vòng 2 tuần thì ta có thể quan hệ trở lại. Và tuy nhiên cũng phải lắng nghe cơ thể để xem có những cái bất thường gì không thì ta sẽ đi khám ngay. Còn với những cái trường hợp mà sinh thường mà có cắt khâu tầng sinh môn thì cũng phải đảm bảo là hết cái thời kỳ sản dịch là 6 tuần và phải đảm bảo là cái vết khâu tầng sinh môn đã liền hoàn toàn, và lúc đấy thì ta mới có thể quan hệ trở lại. Và thông thường là thường sau 3 tháng thì thường là đã ổn định và có thể quan hệ bình thường. Bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên cho các bà bầu cũng như là các ông bố về chuyện quan hệ tình dục khi mang thai, để làm thế nào để cho mẹ bầu có một thai kỳ an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc nhất ạ? Với các cặp vợ chồng mà đang có thai thì chúng ta lên đi khám và quản lý thai nghén để bác sĩ đánh giá xem là thai kỳ của mình có khỏe mạnh, có ổn định không, có gì bất thường hay không, và bác sĩ sẽ là người trực tiếp đưa ra lời khuyên. Nếu như mà không có vấn đề gì bất thường thì các cặp vợ chồng vẫn có thể duy trì cái quan hệ tình dục đều đặn thường xuyên, chỉ có điều là hãy hết sức là nhẹ nhàng và cảm nhận, lắng nghe cơ thể của người vợ để điều chỉnh sao cho phù hợp. Khi có những cái dấu hiệu gì bất thường thì mình hãy đi khám sớm để đảm bảo cái sự phát triển an toàn cho mẹ và cho thai. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Thủy. Và chắc chắn là với những chia sẻ vừa rồi thì các bà bầu đã có những cái lời khuyên cho riêng mình để có một cái thai kỳ khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 18:10 thứ 6, thứ 7 và truyền hàng tuần trên kênh HTV9. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.